Xin chào tất cả các bạn đã đến Việt Nam. Tôi có 10 đặc sản Hà Giang. Một, trầu gác bếp. Hai, thắng rền. 3. Cháo ấu tẩu. 4. Lợn cắp nách. 5. Phở chua. 6. Bánh tam giác mạch. 7. Rêu nướng. 8. Cơm lam Bắc Mê. 9. Cam sành Bắc. Quang 10. Bánh cuốn Hà Giang. Mình đã giới thiệu cho các bạn 10 món đặc biệt khi đến Hà Giang nhất định các bạn phải thử nhé. Bạn thích nhất món nào hoặc còn món nào khác thì hãy bình luận cho mình và các bạn biết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại video sau. Nhớ like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.